Một số mẹo hay trong cuộc sống, đánh dấu ký hiệu trên thân cá. Như vậy sẽ cắt đều được thân cá, lấy móc treo quần áo bẻ thành như này, rồi buộc hai cái vào nhau, dán băng dán để cố định hai cái. Thùng rác tiện lợi không mất tiền đã được hoàn thành. Thảm trong nhà bị đè lên để lại vết tích, đặt khăn ướt lên chỗ đó, rồi lấy bàn lạ ấn xuống, vết tích trên thảm sẽ biến mất. Nhớ theo dõi tôi để học thêm nhiều mẹo hay nhé.